tôi tiệt bao lâu tôi tiệt Bốn. ồ Bốn. tiếp tục ta Ca un kiểu un xua nghe không nắng mùa xuân mùa xuân nghe mùa xuân có mi vậy không 오늘 1분 이야기는 봄 어때요? 오늘은 아직 겨운이에요. 겨운이에요. 그럼 봄을 생각하면서 봄에 대해서 이야기해봐요. 네. 네, 내가 먼저 1분 얘기할게요. 봄에는 날씨가 따뜻해집니다. 네. 봄에 비가 내리고, 낮에는 해가 비추면서 기온도 올라갑니다. 기온이 올라가면서 들판에는 작은 식물들이 새싹을 피우면서 자라기 시작합니다. 나무에는 작은 잎이 자라거나 벚꽃이나 목련 같은 경우에는 꽃이 먼저 핍니다. 봄은 아주 좋은 계절입니다. 산의 새들도 바쁘게 움직입니다. 이 정도 할게요. 네. 봄에 대해서 think back. 뭐 순. 네, 무슨? 네. Ở ở Việt Nam thì không có bốn mùa giống như ở Hàn Quốc. Ở Việt Nam chỉ có mùa nắng và mùa mưa. Vào mùa nắng thì có nhiều hoa nở. Ở Việt Nam thì có rất nhiều thiên tai như bão lũ. Vào mùa nắng thì người dân đi làm để dành tiền xây dựng mái ấm cho mình, nhưng không may thì vào những mùa mưa bão thì cuốn trôi sạch. Thế là bao nhiêu công cốc làm cố gắng dành dụm thì đều mất tan biến. Cũng giống như ở Nhật Bản, thường có những trọng động đất và sóng thần, cố gắng xây dựng ngôi nhà nhưng bị thiên tai thì mất hết. Né. Y hết sao vậy? 20% Nancy, Việt Nam e Nancy sake chon ri Ok. anita. Né, alo. Quang ai là mua tôm. Buồn lắm. Nè, bắt nhưng mà Hanoi ô Hanoi Hanoi Nun cô bông đúng mua bông mua nè nè ta bay bay năm bay chung ở Việt Nam không có mưa nè hai hai mua của mưa Okay. 자, 한국어로 봄 이야기 물어볼게요, 내가. 한이 대답해요. 시즈오카는 어떤 꽃이 많이 있어요? 봄에? 어떤 곳이 수요가 에는 산이 많이 있어요. 네. 타는 벚꽃 알아요? 벚꽃? 사쿠라? 사쿠라 아직
아직 안 폈어요? 아직 안 폈어요? 미지 않았어요. 났어요. 아, 네. 오케이. 타는 사쿠라 좋아해요? 네, 좋아해요. 아, 거기 언제 벚꽃이 피나요? 혹시 다음 단 피어요? 꽃은 뭐요? 아, 벚꽃이 피면 꿀벌들이 많이 찾아와요? 벌이 많이 찾아와요? 네, 뭐요? 벌 알아요? 벌? 뭐요? 벌 알아요? 벌? 곤충? 공중 아, 벌, like a 아뭐 곰곰. 아뭐뭐뭐나뭔 없어요 없어요 벌이 왜 없어 있지? 아, 그럼 나비는 있어요? 범, 범. 꽃 피고 나면 나비 있어요? 범, 곰곰. 나비 아 나비 뭔 많이 없어요. 아, 많이 없어요. 그럼 뭐가 많아요? 혹시 있어요? 나비 많이 없어요. 아, 많이 없어요. 어, 그래요? 어, 오케이. 그 타는 아, 봄에 대해 궁금한 거 있어요? 궁금한 거 있어요? 네, 저는 공부만 해요. 오케이. 알았어요. 자, 이거, 이거 해봐요. 글쎄, 너희가 아까 제안. 여기는 카페입니다. 2층으로 된 카페인데, 인테리어가 아주 예뻐요. 생뱃? Đây là quán cà phê quán cà phê này thì đẹp không? 네, 2층. 오케이. 너 땡볕? 네, ở Việt Nam thì có thể thong thả ăn sáng và uống cà phê, sau đó mới đi làm.아, 베트남에서는 아침에 일하러 가기 전에 커피를 마십니다. 네, in hand chọc in hand chọc in hand chọc coffee eso ajim ajimun mok koso kobirun마셔요. masoyo 네, 모카아웃팅한 네. 선생님 한국어로 말까요? 네. 또 이제 모카아웃팅한 사진에 있는 글자는 무슨 뜻인가요? 얘기해 주세요. 맞지. 선생님, 또한 번. 사진에 있는 글자는 뚜뚜 글자는 무슨 뜻인가요? 니아라 뚜 근자 cái lớn đây là quán một phê
À, có hai 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 người, hai người phụ nữ à? Nè, Đang nói chuyện 글자 뭔지 알아요? 뭔 chạy, bọn chạy, bọn đang hỏi bọn chạy. Wen Huang Company V 무슨 뜻이에요? V? Vì cậu có bị irumun nhiều B 네 알겠어요. 네. 뭐가 생백? 네. Ở Hàn Quốc có nhiều máy bán tự động không? Ở Hàn Quốc có nhiều máy bán nước tự động không? Hàn국에서는 좀 여자들이 누 Muôn muôn âm rượu cha tung ban mê ý mà nấy sao네. 한번 더요. âm rượu. Ở Hàn Quốc có nhiều máy bán nước tự động không? máy bán nước nó không à, 음료수 가게들이 많이 있냐고요, 한국에? 많이 있어요. 커피 인기 많아요. 커피 보비엔, 커피 보비엔, 뉴 한국 특옹 카페. 네. 이거 내가 궁금한 거 있어요. 네. 또요오냐베 한국말로 뭐라고 해요? 나는 집에 있어요. 아, 그래요? Tôi ở nhà về. Tôi thì về nhà nhé. Tôi ở nhà về. 나는 집에 있어요. 그러면 이거 없으면 뭐라고 해요? 또요냐 하면. Tôi ở nhà, tôi nhà về Opsayo.네. Về Opsayo. Tôi ở nhà.아, 이거 Tôi ở nhà man. 그러면 이건 뭐예요? 안 어요 공띠베 이거 무슨 뜻이에요? Anh ấy ở công ty về so he come back home from company.그는 회사에 그는 회사부터 집까지 가요. 아, 아노이 오 꽁띠베 이거는 히어 리턴 He returned to home from company. company. 아, 오케이. 근데 오케이. 그러면 이거 뭐예요? 그 고와이어 안, 반 ở카페. quán cà phê về cứ nhỏ nên coffee shop bù thò chip cà왔어요? chip cà cà돌아왔어요. bù돌아왔어요. 또 도착했어요. 도착해요. 아, 오케이, 오케이. 이것도 그럼 학교에서 돌아왔어요, 우리는? chúng tôi ở trường về Orenun학교에서. 학교에서 학교 부터 집까지 왔어요. 도착 왔어요. 네, 이거 반오 공변. 당신은 공원에 있어요? 공원에 있어요? 아, 공원 부터 왔어요? 집까지 왔어요. 네. 그러면 이거는 뭐라고 해야 돼요? 나는 집에 있어요. 또이 ở nhà. 아, 그냥 또이 또이 ở nhà. 오우냐 하면 되는 거예요? 또이 nhà sao?
Tớ nên회사에 있어요. Anh ơi, ô, công ty. Nghe anh ấy ở công ty. 그녀는 카페에 있어요, 하는. 그녀는 커피 있어요. Cô ấy đang ở quán cà phê. 와, 어떤 카페. 우리는 학교에 있어요. 우리는 학교에 있어요. Chúng tôi thì ở trường. 너는 공원에 있어요. 너는 공원에 있어요. Bạn thì đang ở công viên. 네, 그러면 이거 디베는 어때요? 디베도 같아요? Đi về anh ta đi về nhà sau그는 bố집에서 왔어요? 어디 부터 집까지 왔어요? 왔어요. 디 이 디베 이건 뭐예요? 고아이디 공티베. 그녀는 공원 부터 집까지 와요. 회사 공티 회사 네. 집까지 왔어요. 또이디야 관 카페베. Tôi đi quán cà phê về copy bù thọ chip ca chi cassio.네, 알겠어요. 아, 다 알겠어요. 디, 베, 오, 베는 어디에서부터 왔어요? 이렇게 되는 거네요. 반디, 중베 하면 당신은 학교에서부터 왔어요. 중또이디, 공벤베, 우리는 공원에서부터 네. 왔어요. 맞아요. 그러면 이거는 뭐라고 해요? 그는 집으로 갔어요. 안 아이 thì trở về nhà. An I đi Thì trở về nhà. go về Đi nhà. về nhà. À, về nhà. Ok. 그녀는 회사로 갔어요. 그녀는 회사로 갔어요. 그 아이 thì về công ty. 배, 니배 공띠. 네. 아, 오케이. 이해했어요. 이게 번역이 잘못돼서. 챗GPT 라 녹. 번역을 잘못해서. 나는 가끔 카페로 공 갔어요. 도이다 디베관 카페. 네, 또 대다 về quán cà phê. 너는 학교로 갔어요. 네. 너는 학교로 갔어요. 또 데리 về trường. 도이다 디베 중. 아, 네. 우리는 공원으로 갔어요. 우리는 공원으로 갔어요. 또 chúng tôi thì đi về công viên. Okay. 아, 지난번에 못했던 거 같이 해요. 주말에는 보통 무엇을 하세요? 주말에는 보통 무엇을 하세요? 월, 쿠이 돈 주월, 만종, 람지? 네. 쿠이 돈 bạn thường làm gì? 네네. 휴가 동안에 어디로 여행 갔어요? 휴가 동안에 어디로 여행 갔어요? Bạn đã đi du lịch đâu trong kỳ nghỉ? bạn đã đi du lịch đâu trong kỳ nghỉ du học? Nè. 가족들과 함께 식사를 즐기는 것이 좋아요. 가 chúc tuần qua hàm kê xí xa rừng chân kỳ nương có xì cho ai dù thì cùng gia đình thì cùng gia đình ăn uống thích thú nhất là ăn uống cùng gia đình. Trước nhất là ăn uống của cùng Cùng gia gia đình. đình.친구들과 나들이 나가는 것은 어떤가요? Chinh cu tương qua là tư ri là ca nương có sơn o tôn cà dốt cùng bạn bè đi chơi có vẻ có thú vị không? Chúng bạn bị đi chỗ có từ vi không? Nè. Đi chơi, 놀러 가다, wow. 네. 네. 나. 영화나 드라마를 보는 것이 즐거워요. 영화나 드라마를 보는 것이 즐거워요.
xem phim hoặc drama là thú vị. Xem phim hoặc drama là thú vị. Nè. Ờ, 책을 읽는 것은 항상 편안한 시간이에요. Check-in ít nên có sơn hàn sam bion an hàn si can yếu. Đọc sách là thời gian thoải mái. Đọc sách là thời gian thoải mái. Ngày. 자연 속에 산책하는 것이 마음이 편안해져요. Cho cha yon su e so san chết han lên có si ma mi pion an he cho yo. Dạo chơi trong thiên nhiên giúp tôi thảo giúp Dạo chơi thảo trong mái. thiên nhiên giúp tâm hồn thoải mái. 수영이나 등산을 즐기는 사람들도 많아요. 수영 이나 등산은 즐기는 사람들도 많아요. Nhiều người thích bơi lội hoặc leo núi. Nhiều người thích bơi lội hoặc leo núi. Yesterday이나 공연을 감상하는 것도 좋아요. 예순 전 이나 공연은 감상하는 것도 좋아요. Thưởng thức triển lãm nghệ thuật hoặc buổi biểu diễn cũng rất tốt. Thưởng thức triển lãm nghệ thuật của buổi biểu diễn cũng rất tốt. Nè. Máumul jeongnyehaneumyeon yeongsang eul haneun geosi jwayo. Mà âm mưu chọn miong miong có si cho ai để làm sạch tâm hồn thiền là lựa chọn tốt. Để làm sạch tâm hồn nên là luôn chốn tốt. Yori를 해보거나 새로운 음식을 시도하는 것은 재밌어요. Yorinun hebokona sero un umsikun si to hanun kosun jimmy isanyo. Nấu ăn hoặc thử đồ ăn mới là thú vị. Nào ăn bột thu đồ ăn mồi là thú vị. Chimi를 즐기는 것도 좋은 방법이에요. Jimmy run chun ki nun có tô cho un bang bóp yêu thưởng thức sở thích cũng là một cách tốt. Thưởng thức sở thích cũng là một cách tốt. Chúc구나 농구 등 스포츠를 즐기는 것이 활기차요. Chukuna nung ku tun sibu zu run chun ki nun có si hoàn kỳ cha dục. Chơi thể thao như bóng đá hoặc bóng rổ là sôi động. Rồi thể thao như bóng đá hoặc bóng rổ là sôi động.박물관이나 역사적인 장소를 방문하는 것이 지식적으로 풍부해져요. 박물관 이나 역사적인 장소를 방문하는 것이 지식적으로 mua ha cho dù thăm bảo tàng hoặc các địa điểm lịch sử làm giàu kiến thức. Thảm bảo tàng hoặc tầng gia trình lịch sử làm chiếu kiến thức. 가까운 자연공원이나 해수욕장을 찾아가는 것이 좋아요. Kakaun cha yong kung wong ina he su yok chan cha cha ca nên có si trial. Việc thăm các công viên tự nhiên hoặc bãi biển là lựa chọn tốt. Biết tầm các công viên tự nhiên hoặc bãi biển là luôn chọn tốn.휴식이 필요하면 집에서 조용한 시간을 보내는 것도 좋아요. 휴식기 비료 하며 집에서 조용한 시간은 보내는 것도 좋아요. Nếu cần nghỉ ngơi, việc ở nhà và trải qua thời gian yên tĩnh là tốt. Nếu cần nghỉ ngơi, việc ở nhà là trái của tôi dán nhãn kỹ lô tốt.
음악을 듣는 것이 마음을 편안하게 만들어줘요. 음악은 듣는 것이 마음을 평안하게 만들어줘요. Nghe nhạc làm tâm hồn bạn trở nên thoải mái. Nghe nhắc từ làm tâm hồn bạn trở nên thoải mái. Con gắng về vận động ăn có cho Còn căn ưng uy hệ tung hà nên có si cho dù việc tập thể dục làm tốt cho sức khỏe. tắt để giúp làm tốt cho sức khỏe. 가족과 함께 영화나 드라마를 시청하는 것이 즐거워요. Ca chốt qua ham kê do hoa na drama rừng si chong hà nên có si dừng coi wao xem phim hoặc drama cùng gia đình là niềm vui. Xem phim hoặc drama được cùng gia đình là niềm niềm vui Niềm vui quá xem các hạ tạc niềm 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 vui vui khi vui hạ tạc này à, vừa qua Hàn Quốc의 전통 음식은 다양하고 맛있어요. Hàn Quốc e chọn thông âm sĩ cương tại Giang Hạc Cô mà xích sao đặc sản ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc rất đa dạng và ngon. Đặc sản ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc rất đa dạng và ngon. Nghe Hàn Quốc Hàn Quốc의 전통 의상입니다. Hàn Quốc cương Hàn Quốc e chọn thông e y san hâm nị ta im nị ta Hàn Quốc là một trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Hàn Quốc là trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Nhìn Hàn Quốc.한국의 명절은 가족과 함께 지내는 소중한 시간입니다. 한국의 명절은 가족과 함께 지내는 소중한 시간입니다. Những dịp kỳ lễ ở Hàn Quốc là thời gian quý báu để chia sẻ với gia đình. Những dịp lễ của Hàn Quốc là thời gian quý báu để chia sẻ với gia đình. 태권도는 한국에서 유래한 전통 무예입니다. 태권도는 잠깐만요. 오케이. 태권도는 한국에서 유래한 전통 무예입니다. 태권도 là môn võ truyền thống có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Taekwondo là môn bút xuyên dẫn tập xuyên thống của nữ tộc từ Hàn Quốc. Hàn Quốc. Nữ tộc từ Hàn Quốc의 불교와 조선족은 깊은 연관성을 가지고 있습니다. 한국의 문교와 조선 조금 깊은 연관성은 가지고 있습니다. Phật giáo và người Hàn Quốc có mối liên hệ sâu sắc. 이거는 한국의 불교와 조선족이 아니라 한국인은 뉴한국 한국인은 바짜오 불교 바 뉴한국 한국 사람은 고 모일 연관 연할 사우색 깊은 연관성을 가지고 있습니다. 조선족 아니고요. 뉴한국 한국 사람. 아, 한국의 전통 음악은 아름답고 감동적입니다. 한국의 전통 음악은 아름답고 감동적입니다. âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc đẹp và cảm động. Âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc đẹp và cảm động. Hàn Quốc의 고궁은 아름다운 건축물로 유명합니다. 한국의 전 한국의 고궁은 아름다운 건축물로 유명합니다. Các cung điện cổ ở Hàn Quốc nổi tiếng với kiến trúc đẹp. Các cung điện của Hàn Quốc nổi tiếng với kiến trúc đẹp. Nè. 한국인들은 예의 바른 풍습을 중요하게 생각합니다. 한국인들은
ye e barun hum sumun chung yo ha ke sen kak ham ni ta. Người Hàn Quốc coi trọng lễ tập quan coi trọng tập Người tập Hàn lễ Quốc coi tập trọng tập thức lễ phép và trọng. trọng. Ừ. Okay. 한국의 차례 음식은 풍부하고 다양합니다. 한국의 자 자레 음식은 풍부하고 다양합니다. Đồ ăn trong các dịp lễ ở Hàn Quốc phong phú và đa dạng. Đồ ăn trong các dịp lễ ở Hàn Quốc phong phú và đa dạng. 한국의 문화 축제는 화려하고 즐겁습니다. Hàn Quốc e muôn hoa chúc chê nên hoa rio ha cô chừng có xâm này ta. Các lễ hội văn hóa Hàn Quốc rực rỡ và vui vẻ. Các lễ hội văn hóa của Hàn Quốc rất là và vui vẻ. Hàn Quốc glchan은 한자와 한글로 이루어져 있습니다. 한국의 글자는 한자와 한글로 이루어져 있습니다. Chữ viết của Hàn Quốc được tạo nên từ chữ Hán và Hangul. Chữ viết của Hàn Quốc được tạo nên từ chữ Hán và Hangul. 한국의 불교 사원은 평화로운 곳으로 유명합니다. 한국의 문고 문교 사관은 평화로운 곳으로 유명합니다. Chùa Phật ở Hàn Quốc nổi tiếng với không gian yên tĩnh. Chùa Phật ở Hàn Quốc nổi tiếng mỗi không gian yên tĩnh. 한국의 영화 산업은 세계적으로 주목받고 있습니다. 한국의 영화 산업은 세계적으로 주목받고 있습니다. Ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc được chú ý trên thế giới. Nhân công nghệ hiện là anh của Hàn Quốc rất chú ý trên thế giới. 한국의 전통 미술은 아름답고 정교합니다. Hàn Quốc E trong thung mi sun rin aram tap cô chung kyo ham ta. Nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc đẹp và tinh tế. Nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc đẹp và tinh tế. 한국의 사회에서 가족은 중요한 위치를 차지하고 있습니다. Hàn Quốc E sa we e so ka chok kun chung yo han y chi rin cha chi ha ko isim. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong xã hội của Hàn Quốc. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong xã hội của Hàn Quốc. 한국의 전통 무예인 태권도는 세계적으로 유명합니다. Hàn Quốc e chọn thông mu ye in theo quan tổ nên se ke chok kuro yumyan ham ni ta. Taekwondo, môn võ truyền thống của Hàn Quốc, nổi tiếng trên toàn thế giới. Taekwondo môn võ truyền thống của Hàn Quốc nổi tiếng trên bốn thế giới. 한국의 민속촌에서 전통 생활 양식을 경험할 수 있습니다. Hàn Quốc e mình xuất chốc mình xuất chọn e so chọn thùng sen hoan giang xích cưng kiong hôm han su isayo. Bạn có thể trải nghiệm lối sống truyền thống tại làng dân gian Hàn Quốc. Bạn có thể trải nghiệm lối sống truyền thống Đài Loan trên Hàn Quốc. Nam mu là cái Nara cây, Nara là đất nước, tăng nước. Ok. Namoji Namo chi là người sửa chữa thứ Remake. Nabi Nabi là con bướm. Bum Bum Nanum Nanum là chia sẻ. chị sáng Namuga súp sô ghê sô Namuka sum sok ke so ít xem người ta cái cây thì đứng trong rừng.
rừng, đúng cho rừng, rừng. forest, rừng. Yeah, Naray Munanen Thayang Hamnita. Nara-e muôn hoa nương ta gian thân người ta. Rồi văn hóa thì của đất nước này thì rất đa dạng. Văn hóa của đất đất nước của Thái Lan. Thứ gì đó Có sơn y có e anh bo chi em người ta đây là cái đó là người sư chịu. là gì đó. 네. 나비가 꽃에서 꽃으로 날아갑니다. Nabika cô chi so có từ rô nan Chú nara đẹp camera quá. bướm bướm thì bay từ hoa này đến hoa khác. Ừ. Vốn là bài đu khô đến hoa. Urinem soro nanumul tonge tongjang. Orinun soro na nanu mâm tung hê son cho hai mươi ta. Chúng tôi thì đã phát triển thông qua chia sẻ cùng nhau. Cùng nhau nghe. Năm chú trên hắn cô chú cái đầu thì là nó cái Nà mù là cái quốc gia cây, nà ra là quốc gia, bạn con nà lại bo chi bằng cùng lại, gồm nà bi là bướm su cha xe bướm, nà nâm là sự chia sẻ. nè su cha xe cùng nhau nanun nè. À, cái này nhiều tiếng biết chung Trường là Hakio. thức thăm Thực phẩm là âm xích, cũng xích tan phố thành phố là Toshi, chén tiếng là tôi đi ở nó Ono, nông nút ngôn ngữ Ono, tin nhu tình yêu là Sarang. nè chính biết Trường của tôi có một sân thể thao rất lớn. trường cuối tuổi có một sản tỷ thầu rất lớn Nên u đi học kêu cá một hạt sản kiểu tế thầu lên rất lớn khơi không đợi người cuộc khơi không cơn mỗi chữ thế tao thể thao rất lớn. Thực phẩm trường của tôi có một sân thể thao quá. Thực phẩm Việt Nam rất ngon và đa tạm nhé khi dạng. vận động trang gì xin ta vận động trang Ôn tâm chán ở cưng à vận động trang à chung của tôi có một sân thể là vận động trang tao lật lộn Thực phẩm Việt Nam rất ngon và đa dạng. chất phẩm Việt Nam rất nổi và đa dạng Việt Nam cũng sẽ gần và chú bà sĩ cô thay ngày đó Người tài nha. Việt Nam không sĩ cơn. Mặc sĩ cho tài nhân hay nè không? nè Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Hồ Chí Minh Việt Nam의 아주 큰 도시입니다. Nè. 네, 오늘 여기까지 해요. 네. 띵. 수고했습니다. 땀빛. 네. 선생님 감사합니다. 네, 내일 네인 공부해요. 나이 감 마이 중다 고테호. 어 50 호 50 응? 네. Mai học 9 giờ nha thầy. 응. 어 mai em 5 ngày. 땀빛.